Cộng với di động
not lying, you're with me. Yeah, you're coming. Mire, no te olvides por el cuello de guayna, hay una tía que no te olvides, no te olvides por la guayna. Mire, no te olvides por la guayna. Trong cái nội dung đi quá từng mặt một cái một thì
lực cắt đứt là bao nhiêu, lực cắt đứt này phụ thuộc vào các trạng cao.
của anh thì là sở tự nhiên chứ không gì phải của anh. Hai là cam lộ, các loại cam của xích thì các anh mình giúp cho chỉ số này. Muốn an toàn chuẩn thì quy này là quy như năm. Trong trường hợp mà mình có sẵn cái bộ của mình thì mình phải dùng là quy nhân 4, đúng không? Với các lượng các nhân một cân thì cho. Nếu như mà chúng ta mà dùng ngoài để có cái nhiệt độ hoặc hàng vẩy té thì khi đấy là các anh phải có che chắn. Ví dụ chúng ta mà treo vật của chúng ta hàng hay là các thao tác khác thì phải có che chắn luôn. Cái tan của giải cát ở trong này hôm sau sẽ có một cái công thức là rãnh của nó, rãnh cái tan L của 0,53 D, D là cái tính cát, cái bản chất của nó phải to hơn cát. Nó quy định cả khoảng há này là bao nhiêu thì đủ, độ sâu rãnh bao nhiêu thì đủ, chiều sâu không nhỏ hơn 0,2 d. Còn bình thường ví dụ đây là cáp ở phi 10 thì rãnh của ngay nó chính là